Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại clip tiếp theo của mình để tiếp tục cái series du lịch. Hôm nay thì clip hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một cái địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng đẹp nhất ở miền Trung Nghệ An. Đó là một ngôi chùa nằm ở độ cao 500m so với mặt nước biển. Ngôi chùa có tên là Đại Tuệ, nằm trên dãy núi Đại Tuệ, địa chỉ ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và cách thành phố Vinh 21 km, nằm trên đỉnh của dãy núi Đại Tuệ và cũng là ngôi chùa duy nhất ở Phật Ba Đại Tuệ. Du khách gần xa có nên một lần đến đấy để trải nghiệm. Khi mà bạn đến đấy thì nên mua hai thẻ hương để thắp giữa chính điện và ngôi chùa cổ nằm ở đằng sau chính điện các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta có thể lên cái đỉnh tháp cao nhất của chùa Đại Tuệ này. Trên này thì người ta đặt một bức tượng Phật được đúc bằng đá màu hồng. Và bước xuống thì chúng ta sẽ vào khu vực giếng cổ. Thì các bạn đến đấy nên thử lần uống thì mình không dám uống, nhưng mà mình nắng, thời tiết nắng mình sẽ rửa mặt cho mát thôi. Thì thấy du khách đến đấy người ta cũng rửa mặt thôi, người ta cũng không uống. Có người thì uống nhưng có người không. Mình cũng thử một lần cho biết, cảm thấy là dòng nước ở đấy thì không trong, không được chóng lắm, nhưng mà rửa rất là mát. Mình rửa 3 lần. Theo thì như mình tìm hiểu thì nên rửa 3 lần mọi người ạ. Các bạn làm theo mình cũng được, mà không làm theo mình cũng không sao. Thì đấy là sự hiểu biết của mình. Thì ok là như vậy.